Vào tháng 7, rất nhiều việc đã được thực hiện để đóng mạch nhiệt của phòng thiết kế và kỹ thuật Silvermarsh đang được xây dựng. Sự kiện của tháng tại công trường, các nhà xây dựng đã hoàn thành đổ móng tầng 1 của tòa nhà hành chính và do đó đã hoàn thành toàn bộ phần móng trong tòa nhà. Sau đó họ đã bắt đầu chuẩn bị thi công chống thấm sàn tầng 1, tiếp theo là đổ bê tông sàn. Các chuyên gia cũng đã hoàn thành việc lắp đặt tất cả các khung cửa sổ, lưới thông gió, tấm tre, cống thoát nước mưa và gần kết thúc việc lắp đặt tấm ốp bên ngoài. Công việc tiếp tục trong những lĩnh vực khác nhau, xử lý chống cháy cho các cấu trúc kim loại, lắp đặt các vách ngăn bên trong trên tầng 3 của tòa nhà, ốp các bậc thang và lắp đặt tất cả các lối thoát hiểm khi hỏa hoạn. Các kỹ sư của Supermarsh đang nghiên cứu hiện đại hóa tàu bóc thép chở quân BTS-80A. Chiếc xe này đang được chuẩn bị để tham gia triển lãm Army 2022 nhằm chứng minh khả năng ứng dụng công nghệ Sri Lanka trên các phương tiện khác nhau. Xe bóc thép đã được phi quân sự hóa và chuyển đến công trường. Một động cơ với các cuộn dây kết hợp Sri Lanka sẽ được lắp trên mỗi bánh trong số 8 bánh của chiếc xe địa hình. Động cơ điện từ dòng AIS cỡ 100 đã được chọn làm nhà tài trợ. Giờ đây các chuyên gia của Somash đang tham gia vào quá trình hiện đại hóa và tàu bóc thép nâng cấp sẽ có các đặc tính chạy được cải thiện. Vào tháng 7, một bài báo về Somash đã được xuất bản trong bộ sưu tập thông tin ngành giao thông công cộng của Nga. Bộ sưu tập này được ban tổ chức tuần lễ giao thông công cộng của Nga công bố hàng năm trong khuôn khổ triển lãm Electrotrans được tổ chức. Triển lãm sẽ được tổ chức vào tháng 9 tại Moscow và công ty Somash cũng sẽ tham gia. Bài báo đã kể về những ưu điểm của công nghệ Sri Lanka, ứng dụng công nghệ này trong vận tải, những phát triển đổi mới của Somash và các dịch vụ của trung tâm kỹ thuật trong tương lai. Một bài báo khác đã được xuất hiện trên tờ báo Zinagrad 41, đã được Somash dành riêng để bắt đầu vào sản xuất động cơ nâng khung hộp số nhằm tăng hiệu suất. Những bài báo này cũng như các bài báo khác về Somash có sẵn trên trang web của công ty trong phần truyền thông về chúng tôi. Vào tháng 7, Hội nghị quốc tế Solar Group đã được công bố. Nó sẽ được tổ chức vào mùng 6 tháng 8 tại trung tâm đại hội của đặc khu kinh tế Centropolis Moscow, không xa địa điểm mà phòng thiết kế và công nghệ Somash đang được xây dựng. Đại diện của Solar Group, Supermash và các đối tác sẽ phát biểu tại hội nghị này. Tài liệu của công ty và các mẫu thiết bị trên Sri Lanka sẽ được trình bày. Khách tham dự hội nghị sẽ có thể nhìn cận cảnh tòa nhà đang được xây dựng, giao tiếp với các nhà đầu tư và đối tác dự án tại các quốc gia khác nhau. Vào tháng 7, chương trình khuyến mại có lợi nhất trong lịch sử của dự án Roynov đã được đưa ra. Bạn mua gói đầu tư mới hoặc tăng gói đầu tư hiện tại và nhận được từ 10 đến 50% cổ phiếu thưởng. Gói càng đắt, bạn càng nhận được nhiều cổ phiếu hơn. Bạn có thể mua một gói mới với mức chiết khấu của giai đoạn hiện tại. Nếu bạn là người mới bắt đầu thì với mức chiết khấu của gói bạn đã mua trước đó nếu bạn là nhà đầu tư hiện tại. Số tiền nhận được trong khuôn khổ chiến dịch này sẽ được sử dụng để đặt mạng lưới kỹ thuật và bắt đầu sưởi ấm tòa nhà. Hãy đầu tư theo điều kiện có lợi nhất và hỗ trợ dự án. Công ty Solar Group đã công bố cuộc thi quay video về dự án Roynov. Nhà đầu tư từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tham gia. 10 tác giả hàng đầu sẽ nhận được từ 100 đến 1.000 đô để mua cổ phần đầu tư. Để làm được điều này, bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện của cuộc thi cho đến hết ngày 5 tháng 8. Thông tin chi tiết về cuộc thi có thể tìm thấy tại liên kết trong phần mô tả của video này. Bạn vẫn còn thời gian để tham gia và giành giải thưởng tiền mặt.